Xin phong chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố El Paso, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hôm nay. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Khi cho biết là Iran đang tiến tới việc có một cái việc phát triển bom nguyên tử. Đó là lời khẳng định của Cố vấn An ninh Quốc gia. Bản tin từ Aspen, Colorado cho biết Iran hiện nay đang có thêm rất nhiều những khả năng có thể chế tạo bom nguyên tử. Và điều này có thể sẽ phát triển một cách sớm hơn với vũ khí vào tháng... họ đã nghi ngờ từ hồi tháng tư Và phía do Thái cùng việc các đồng minh cho biết là họ đang tìm cách gọi là tấn công vào các mục tiêu của à, do thái sau khi mà phía của do thái đã đã có những hành động được xem là à, à, sát hại à, một số viên tư lệnh của họ tại Syria theo một báo cáo đưa ra vào ngày thứ sáu ngoại trưởng hoa kỳ Anthony à, Blinken trong cái à, diễn đàn à, của Spain là cái diễn đàn về à, quốc phòng trong đó bao gồm luôn cả cố vấn an ninh quốc gia lên tiếng nó nói rằng là phía Israel vẫn đang tiếp tục thay đổi việc làm giàu chiếc uranium và tuy nhiên thì ông nói rằng tôi vẫn chưa thấy một cái quyết định nào từ Iran và có thể tiếp tục làm giàu chất uranium và có thể có được cái khả bom khả năng chế tạo bom nguyên tử ngay giờ giờ phút này họ đã bắt đầu là trước đây và bây giờ họ gần như đang đang có một cái gì đó vấn đề nào đó và họ chưa có hoàn tất tuy nhiên thì tôi tin rằng họ đã đủ tất cả chất uranium để chế tạo bom nguyên tử đây là phát biểu của ông Jeff Sullivan là cố vấn an ninh quốc gia đưa ra và Iran cho biết là các chương trình nguyên tử của họ cho một đích về dân sự Hoa Kỳ và các quốc gia trên quốc tế đều không tin rằng uh, Iran uh, theo đuổi cái chương trình này cho vấn đề uh, của dân sự và họ tin rằng ông uh, lãnh đạo tối cao là Ali Khamenei uh, từ lâu nay tìm cách có được vũ khí nguyên tử để tăng cường cái khả năng gọi là đe dọa với lại khu vực ở xung quanh. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất của phía Hoa Kỳ đưa ra giữa lúc mà phía Iran và phía Hoa Kỳ đang gặp bế tắc khi mà quay trở lại cái hiệp ước JCPOA năm 2015 mà theo đó là phía Iran không thể làm giàu chất uranium quá 300 kg. Tuy nhiên, giờ đây thì số lượng uranium ở tại Iran tăng gấp đôi và điều này có thể là Iran đã có đủ uranium để chế tạo ít nhất là một cái bom nguyên tử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga cho biết là các phản lực cơ cọ đã có cuộc gọi là đụng độ với lại một chiếc là bomber tức là cơ của Hoa Kỳ và vi phạm vào cái biên giới bản tin cho biết thì Bộ Quốc phòng Nga trong ngày Chủ nhật nói rằng các chiến đấu cơ của Nga đã phải đối phó với một chiếc uh, quanh quanh cơ chiến lược của Hoa Kỳ đã vi phạm vào cái biên uh, giới của quốc gia này ở vùng biển có tên gọi là Parkland. Và sau khi mà đã thực hiện được mục tiêu và uh, tiếp cận thì uh, phía Nga cho biết là họ đã gửi các chiếc MiG-29, MiG-31 chiến đấu cơ này lên để mà phục xuất chiếc bomber của Hoa Kỳ là chiếc B-52X được xem là uh, cái uh, quanh tạc cơ chiến lược của Hoa Kỳ chiến đấu cơ của nga đã tiếp cận và chiếc văn tặc cơ chiến lược của hoa kỳ đã phải điều chỉnh cái hướng bay của họ và điều này họ đã quay trở lại và trong đó trước đó thì họ đã vi phạm vào cái không phận của liên bang nga đó là lời cáo buộc của nga đưa ra và phía chiến đấu cơ của nga đã thực hiện một chiến bay với lại đính kèm và trong đó gần như họ bao vọt hai chiếc là một chiếc mig 29 một chiếc mig 31 để mà hộ tống chiếc bomber của hoa kỳ ra khỏi khu vực này và phía Nga vẫn báo cáo rằng biến cố này diễn ra giữa lúc mà đang có cuộc đối đầu quân sự giữa phía NATO và của phía Nga. Và trong đó gần như chiếc máy bay của Liên minh NATO vẫn thường xuyên bay tới vùng gọi là nhận dạng phòng không của Nga. liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái cho biết họ đã bắn trận được hỏa tiễn bắn ra từ Yemen. Và nhóm Hồi giáo họ cho rằng họ đã bắn trúng mục tiêu Elias. Bản tin mới nhất cho biết, thì phía do Thái nói rằng hệ thống phòng không gọi đã chặn được một cái hỏa tiễn địa đối địa bắn ra từ Yemen hôm chủ nhật và nhóm hồi giáo Houthi do phía Iran hỗ trợ nói rằng họ bắn hàng loạt các cái hỏa tiễn vào lãnh thổ của do Thái từ vùng biển Hồng Hải và nhắm vào cái thành phố gọi là Eolat nằm ở sát bờ biển Hồng Hải của do Thái và cuộc tấn công này để gia tăng và trong đó giữa nhóm do Thái và phía hồi giáo Houthi bắt đầu từ hôm thứ sáu khi nhóm hồi giáo này bắn trúng vào một cái tung a vest và khiến cho ít nhất một người đã bị thiệt mạng và bốn người khác đã bị thương các chiến đấu cơ của do thái đã thực hiện cuộc tấn công ở khu vực gần ở yemen ở khu vực gọi là bến cảng hodeida để phản ứng trong ngày thứ bảy và bắn chua đúng những cái gì mà phía do thái cho rằng là một cách mục tiêu quân sự của horti số người đã bị thiệt mạng 80 người khác đã bị thương trong cuộc tấn công này giới y uh, tế tại yemen đã nói với hãng thông tấn reuters vào ngày chủ nhật và họ nói rằng những kẻ bị thiệt mạng là thường dân trong khi đó thì hình ảnh cho thấy từ hiện trường là vụ nổ và khói đen đã bốc lên từ cái cuộc không này cho thấy cho biết là họ thực hiện cái uh, chương trình gọi là Aero Tree missile defense tức là một cái hệ uh, thống phòng thủ của họ để bắn rơi tất cả những cái hỏa tiễn bắn ra từ Yemen vào hôm chủ nhật và nó băng vào lãnh thổ của do thái trước khi mà ngăn chặn được điều này thì lực uh, lượng phòng không của do thái đã báo động ở thành phố Elat được xem là nằm sát bờ biển hồng hải và việc mà <laughs> à, trai... giao tranh này đã bắt đầu bùng nổ từ hôm thứ sáu tuần qua Phía nhóm Hồi giáo Houthi do Iran hỗ trợ đã thường xuyên bắn rocket và các hỏa tiễn vào lãnh thổ Do Thái để ủng hộ cho nhóm dân quân Hamas ở tại Palestine và phía Hoa Kỳ cũng như các đồng minh đã hậu, thu hậu thuẫn cho phía Do Thái và cung cấp vũ khí để ngăn chặn điều này và cuộc chiến đã bắt đầu từ ngày 7 tây tháng 10 sau khi mà Hamas mở cuộc tấn công vào miền nam do Thái khiến cho 1.200 người bị thiệt mạng và theo thường trình của giới chức do Thái cho biết và trong khi đó thì nhóm hồi giáo Hồi kiểm soát phía bắc của Yemen và một phần à, à, cái khu vực gọi là thủ đô của Yemen bắt đầu nhắm mục tiêu vào do Thái trong mấy tháng qua và họ thường xuyên bắn đạn rocket drone và kể cả hỏa tiễn vào lãnh thổ của do Thái đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Mexico đã gọi ông Donald Trump là một người bạn và nói rằng ông cảnh báo là không nên đóng cửa biên giới. Đây là một trong những lời phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo Mexico. Những tin mới nhất từ Mexico City cho biết thì Tổng thống Mexico đã có cú điện thoại với lại ông Trump và gọi ông Trump là một người bạn trong ngày thứ sáu và nói rằng ông sẽ viết cho cựu Tổng thống Trump và cảnh báo ông rằng về việc và cam kết đóng cửa biên giới này sẽ mang đến sẽ có thể uh, gọi là ngăn cản được tình trạng mà tuồn ma túy mà lãnh thổ hoa kỳ ông tổng thống này có tên là antonio manuel lópez obrador đã gọi cho ông trump và uh, trước đó thì ông uh, trong thời gian mà làm tổng thống từ năm 2017 tới năm 2021 uh, bây giờ là ứng cử viên của đảng cộng hòa uh, trong cái việc mà tranh cử tổng thống nói rằng ông là một người ông thông minh và có tầm nhìn Đây là lời khen của ông uh, uh, obrador đã nói với lại ông trump và trong đó tái nhắc lại việc mà đôi bên sẽ làm việc trong vấn đề quốc ghi uh, nhấn của hai quốc gia Mexico đã từng uh, 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 có một cái năm uh, 2015 khi mà ông Trump lên tiếng và nói rằng mở cửa cho cái phía di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ gồm những uh, tên tội phạm, những tên buôn uh, ma túy và những tên hãm hiếp và Mexico đã cảm thấy sửng sốt năm 2019 khi mà ông Trump lúc đó đe dọa là sẽ đóng cửa biên giới một thời gian dài cho tới khi mà chính quyền Mexico ngăn chặn tất cả những di dân bất hợp pháp ngay cả lãnh thổ của họ. Ông Obrador cho biết nền kinh tế của hai quốc gia đồng thời cũng đã À, gần như là đã có sự căng thẳng trong thời gian đó ông oprado ông nói rằng trong một tháng thư thì ông sẽ gửi sau đó à, tôi có thể chứng à, minh trong tập thấy rằng là tin bất hợp pháp không mang trót vào hoa kỳ đó là một phát biểu của ông à, đúng cửa biên giới sẽ không giải quyết được vấn đề gì và nó sẽ không thể hoàn thức đây là lời phát biểu của ông oprado đưa ra và họ không phải là một tháng cuối cùng để mà đóng cửa biên giới ông lên tiếng cho biết gì trên và ông oprado cũng đã phát biểu về tình trạng mà có những cái chính sách chứng khoán từ Hoa Kỳ trong đó bao gồm luôn tất cả những cái việc mà Hoa Kỳ áp lực phía Mexico là phải có một cái uh, nghiệp đoàn và môi trường tốt hơn cho công nhân ở tại Mexico để cạnh tranh công bằng với Hoa Kỳ hiện nay thì ông uh, Obrado cho biết rằng là việc sản xuất này sẽ được quay trở lại Hoa Kỳ và nó sẽ mức trung bình và các cái chi uh, phí của ngành ô tô tức là ngành xe hơi à, và trong đó gần như là nó sẽ khiến cho phía của Hoa Kỳ và Mexico làm việc được dễ dàng hơn. Đây được xem là cú điện thoại khá quan trọng của tổng thống Mexico với ông Trump kể từ khi mà ông Trump rời khỏi ghế tổng thống cho tới bây giờ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay trong một bản báo cáo mới nhất của đài truyền hình Newsmax TV cho thấy là tờ báo Washington Post đã đứng về phía Hamas trong chiến truyền của họ trong việc mà giữ các con tin của người do thái những tin mới nhất cho biết là giữa lúc mà Do Thái có cuộc chiến tại giải Gaza chính là nhóm Hamas, nhóm khủng bố điều hành giải Gaza và gần như là giới chức y tế của Hamas thường xuyên định hướng cho Reuters và AP là những bản tin liên quan tới số lượng người chết tại Palestine. Và giờ đây, tờ Washington Post đã được biết là đã phải thỏa hiệp với lại cái nhóm Hamas này. Và trong đó gần như là họ đã bắt đầu tìm cách gọi là bởi vì có một gia đình đã bị giữ và bắt giữ là con tin vẫn còn ở à kẹt ở giải Gaza. Tờ Washington Post đã trở nên nhục nhã hơn khi mà người do thái giáo đã bỏ trên trang platform khi mà những cha mẹ người do thái làm tất cả mọi thứ để đưa con cái của họ trở về nhà. Dưới lúc mà Hamas đang bắt đầu cuộc chiến này thì họ đã bắt đầu đứa con trai này và bây giờ thì tờ Washington Post đã chỉ ra những con số từ phía của Hamas và Hamas đã định hướng tờ Washington Post để đưa những tin tức có lợi cho Hamas đây là lời cáo buộc của cộng đồng do thái đối với lại tờ Washington Post khi đó thì các công dân của do thái các công dân mỹ của hoa kỳ gốc do thái là Ronan and On và Ona Nutra là, là cha mẹ của cả của một thông tin tên là Oma Oma Nutra đã đưa ra lời phát biểu trong cái uh, ngày hội đảng cộng hòa trên toàn quốc vào tuần này của Washington Post uh, và báo cáo như trên và Oma Nutra là con tin của Hoa Kỳ đã bị giữ trong cuộc chiến của Hamas và do Thái bị mất tích kể từ ngày 7 tháng 10 sau cuộc tấn công vào do Thái và Post đã báo cáo như trên trên uh, trang platforms mà khi mà cha mẹ của anh ta phát biểu công khai họ đã không uh, nói về cảnh mà do Thái đã tấn công vào Gaza và giết 38.000 người Palestine theo thường trình của các giới chức địa phương chuyên gia đã lên tiếng cảnh cáo về tình trạng nạn nói tại đây đây là nguyên văn tờ Washington Post đã đăng lên trên tờ báo của họ mà khi mà tờ báo này đăng lên thì gần như là uh, trên mạng xã hội đã bùng lên một cái chiến dịch gọi là tẩy chay tờ Washington Post và cho rằng tờ Washington Post đã cố tình đăng những bài tuyên truyền cho Hamas và tờ báo này sau ngay sau đó đã đã bỏ cái bài trên và không có đăng lại cái bài trên. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của công chúng đối với tờ Washington Post khi mà họ đăng lại tất cả những thông tin đến từ những giới chức y tế của Hamas tại giải Gaza liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay đã có thêm một thành viên của Đảng Dân Chủ mong muốn rằng đưa nhóm Hồi giáo Hồ trở lại danh sách khủng bố. Bởi tin mới nhất cho biết thì dân biểu Richie Torres của Đảng Dân Chủ tại New York đã thúc đẩy chính quyền Joe Biden duyệt xét việc đưa nhóm Hồi giáo Hồ trở thành tổ chức khủng bố ngoại quốc. Cùng một ngày sau khi mà nhóm Hồi giáo này do Iran hỗ trợ đã bắn một cái hỏa tiễn vào trong theo Aviv khiến cho khi một người bị thiệt mạng, ít nhất 10 người khác bị thương trong một cuộc tấn công vào lãnh thổ do Thái và việc mà bất ổn và tìm cách giảm căng thẳng bạo động ở đây kể từ năm 2022 đã không còn được quân bình và đó là bởi vì cuộc tấn công vào Tel Aviv đó là lời phát biểu của ông Tore đã gửi một lá thư cho ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trong ông nói rằng ông tổng thống Joe Biden đã nói rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ đứng chung với Do Thái và hỗ trợ cho người Do Thái để chống lại tình trạng khủng bố của Hamas. Là trước đây thì chính quyền của Joe Biden đã tháo gỡ ra cho họ thi ra khỏi cái danh sách khủng bố từ năm 2021 khi mà ông ta trở thành tổng thống. Và thời gian gần đây đã có nhiều lực buộc ông ta phải, là phải permanent, tức là vĩnh viễn đưa nhóm này trở thành nhóm gọi là khủng bố ngoại quốc trên toàn cầu. Đây sẽ là một lực mới nhất của một thành viên đảng Nhà Chủ tại New York gửi thư cho ông Joe Biden liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và giữa những thuyết âm mưu do đảng Dân Chủ và những kẻ thù ghét ông Trump tung ra về việc một ám sát ông Trump là một vụ dàn dựng trong cuộc rally ở tại Michigan nói rằng tuần trước tôi đã nhận một phiên đảng để bảo vệ nền Dân Chủ. Đó là lời phát biểu của ông Trump. Tính cử viên đảng mà là ông Trump đã quay trở lại chiến dịch tranh cử của ông vào ngày thứ bảy trong đó là một tuần lễ trước đây hầu như là cho tới giờ phút này là mỗi một phút đó là lời phát biểu của ông khi mà viên viên đảng đã bắn hụt ông vào tuần trước, tôi đã nhận một viên đạn cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Ông đã nói với lại các người ủng hộ tại Grand Rapids tại Michigan trong cuộc rally mới nhất mà trong đó đã được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình Newsmax TV và lời phát biểu này đã cố cố tình gọi là chọc đối với lại đảng dân chủ và đặc biệt là hiện nay họ đang trở ngại trong việc ai sẽ là người đại diện cho đảng dân dân chủ ngay tranh cử và đồng thời rất nhiều những giả thuyết âm mưu cho rằng ông Trump là người đang đe dọa tới nền dân chủ. Tuy nhiên, ông Trump trong lời phát biểu mới nhất ông nói rằng là bây giờ chúng ta phải tiến về phía trước và chúng ta cần phải đoàn kết và chúng ta phải ban chắc điều này. Khi mà có cuộc bầu cử tháng 11, chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng lại việc làm việc và hỗ trợ cho tương lai của người dân chúng ta. cùng một lượt chúng ta sẽ chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng và chiến thắng, chiến thắng. Đó là một trong những cái lời phát biểu của ông, ông trong cuộc rally ở Michigan và ngay lập tức tại à, nơi rally thì à, hàng ngàn người đã hô lên fight fight tức là chiến đấu, tranh đấu và tranh đấu. À, lời phát biểu của ông Trump nhắc lại là ông cái uh, nhắc lại trong cái vụ bắn ông ám sát hột ông vào ngày 13 tây tháng 7 vừa qua lúc 6 giờ 11 phút theo giờ của Pennsylvania và trong đó thì bây giờ đảng dân chủ đã bắt đầu tung rất nhiều những giả thuyết mù cho rằng ông Trump là người dàn dựng cái việc này khi đó thì uh, các báo cáo của các cơ quan điều tra vẫn chưa có một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là động cơ của ông thủ và bây giờ lợi dụng chuyện này một số những kẻ thù ghét ông tâm vẫn tiếp tục tung ra những cái thuyết mù để tìm cách giảm đi cái viên đạn chút xíu nữa lấy mạng của ông đó là những tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, theo báo cáo của tờ Washington Post cho biết là cơ quan mật vụ đã từng đã bác bỏ một cái đề nghị tăng cường an ninh cho ông trước đó. Một cái tin mới nhất từ ở Washington cho biết thì cơ quan mật vụ đã từng bác bỏ một cái yêu cầu của toán an ninh của ông Trump là tăng cường an ninh cho chiến dịch tranh cử của ông và bất kể là các giới chức này nói rằng nó không nằm trong cái vụ án vừa rồi theo tường trình của tờ Washington Post báo cáo này diễn ra chỉ một tuần lễ sau khi mà ông phát được một cái cuộc ám sát ở tại bất Pennsylvania một cái cuộc Roly và biến cố này đã gia tăng một câu hỏi nghiêm trọng về những cái bản thảo về an ninh cũng như là việc làm sao dàn, dàn trận an ninh để bảo vệ cho những yếu nhân Hoa Kỳ Trước đó thì à, hung thủ đã bắn ở cái, cái khoảng cách là 163 gia từ vị trí của hung thủ tới vị trí của cựu tổng thống Trump. Và cơ quan mặt vụ trước đó đã bác bỏ và cho rằng là toán à, nhân viên công ông Trump không hề đưa ra cái yêu cầu nào để tăng cường an ninh bị bỏ. Tuy nhiên thì à, theo tường trình của tờ Washington Post cho biết, là các thành viên trong cái nhóm an ninh của ông Trump đã yêu cầu là tăng cường an ninh và bởi và được cung cấp bởi cái cơ, cơ quan gọi là mật vụ của Hoa Kỳ nằm dưới cái bộ an ninh nội địa và điều này là không đúng sự thật đó là lời phát biểu của Anthony Gulismi, lực lập phát công viên của cơ quan mật vụ đã đưa ra chỉ một ngày sau vụ bắn tuy nhiên thì giờ đây bà Washington Post cho biết là chính cơ quan mật vụ đã từ chối không tăng cường an ninh cho ông trump trong các cuộc rally sau khi mà họ cho rằng họ đã không đủ người ở trong cái sau cái việc mà họ hội nghị của khối nato ở tại washington dc trước đây đây được xem là bản báo cáo mới nhất của tờ washington post đưa ra ngay sau khi mà có báo cáo cho biết là cơ quan mật vụ dường như đã không làm đúng cái uh, nghị trình và làm đúng cái uh, protocol để mà thực hiện cái tiến trình bảo vệ cho cựu tổng thống trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay công ty sản xuất xe điện của Trung Quốc đã chi tiền cho vận động tranh cử của đảng chủ rất nhiều và lên tới mức động tin mới nhất cho biết thì công ty BYD America, một công ty sản xuất xe điện của cộng sản Trung Quốc đã được hỗ trợ bởi nhà nước cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu với cái người tổng uh, giám đốc điều hành là selali trong những năm gần đây đã bắt đầu có chiến dịch hỗ trợ đóng góp rất nhiều cho những ứng cử viên của đảng dân chủ những tổ chức và gia tăng sự lo ngại tiềm năng gây ảnh hưởng vào nền chính trị của hoa kỳ một bản báo cáo của independent journal đã cho biết gì trên và việc đóng góp này là hàng trăm ngàn mỹ kim nhắm mục tiêu vào tất cả những uh, nhân viên của đảng dân chủ ở tại california bao gồm luôn cả ông thống gốc marvin newsom thị trưởng của thành phố los angeles là antonio villarasgosa và cựu à, hội đồng giám sát của los angeles là giám sát viên chủ tịch có tên gọi là michael antonovic cùng với một số người khác và các nhà ở trên quốc hội đã xác nhận rằng công ty byd america có ít nhất là đã được hai cái hợp đồng của national defense authorize và trong đó gần như là đã à, đóng góp rất nhiều và họ được hỗ trợ rất nhiều cho tất cả những cái ứng cử viên tra tranh cử và công ty BYD được xem là một công ty sản xuất xe điện lớn trên toàn cầu đang đối diện với sự giám sát chặt chẽ từ phía của quốc hội sau khi có những cái à, lo ngại về an ninh liên quan liên quan tới những sản phẩm của họ và ngũ giác đài đã cấm không thể à, sử dụng bất kỳ một bình điện nào từ công ty BYD từ năm 2023 và bất kể những phát triển này à, BYD và Stella Lee vẫn tiếp tục ủng hộ cho các thành viên đảng nhân chủ trong đó bao gồm luôn họ đã đóng góp cho cái đảng giờ quỹ ban đảng dân chủ trung ương và trong đó hậu thuẫn cho ông Joe Biden tái tranh cử năm 2024 và sự liên hệ của BYD giám đốc điều hành và nhà chính trị của đảng dân chủ được xem là khá đầy tranh cãi trong đó có những lo ngại là những quyết định của ông Gavin Newsom sau khi mà ông ta đã chọn một tỷ mỹ kim để cung cho à, công ty BYD khi mà có xảy ra thân đại dịch. Và theo tường trình của Daily Caller cho biết, sự uh, duyệt xét về chính trị này uh, đã được đưa ra và Antonovic cũng như là Villarascosa cũng đã nhận được các hỗ trợ tài chính từ công ty BYD và những cái này đưa ra những chính thức có lợi cho công ty BYD tại California. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất cho thấy là công ty của Trung Quốc đã bắt đầu chi tiền cho các ứng cử viên gốc dân chủ tại California và một số nơi khác như New York và Chicago để bắt đầu gây ảnh hưởng ngành chính trị và được đưa lên hàng gọi là red flag tức là tới mức báo động đỏ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Một một lượt liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Philippines và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận nhằm giảm đi những đồng độ căng thẳng trên khu vực tranh chấp trên quần đảo Trường, Trường Sa nằm bãi cạn tại đây ngay giới chức của Philippines trong ngày chủ nhật cho biết là Manila và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận trên đó nhằm xóa đi những cuộc đối đầu căng thẳng trên vùng biển tranh chấp ở thời biển đông nơi mà thời gian gần đây đã có sự đối đầu gây gắt giữa hai bên và có sự can dự của Hoa Kỳ. Thỏa thuận này à, đã được à, đưa ra sau hàng loạt các phiên họp kính giữa giới chức của Philippines ngoại giao và giới chức ngoại giao của Trung Quốc tại Manila trao đổi về ngoại giao và trong đó họ nói rằng sẽ thành lập một cái à, một cái à, quỹ ban để có thể làm việc chung nhằm có thể đưa những thông tin chính xác về tình trạng có sự đối đầu ở trên bãi cạn Second Thomas Show, nơi mà Trung Quốc đã nói là chủ quyền của họ và Philippines cho rằng đây là chủ quyền của họ. Và các giới chức của Philippines nhận rằng thỏa thuận này là đã đạt được ngày, ngày Chủ nhật và và họ nói rằng họ giấu tên và vẫn chưa có chính thức đưa ra. Trong khi đó thì lực lượng hải giám của Trung Quốc và các tàu khác vẫn sử dụng các cái tàu các cái tàu lớn của họ và các cái vòi rồng gây nguy hiểm và ngăn chặn việc cung và lương thực của Philippines đối với các binh sĩ của họ trú đóng trên bãi cạn Second Thomas Show. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra từ phía của Philippines và điều này có nghĩa là Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu tìm cách dẫn đi các tên quần đảo Trường Sa. Đó là những tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay. Tổng thống của Đài Loan lên tiếng và nói rằng Đài Loan phải bảo vệ cho chủ quyền và có cái nền lịch sử riêng. Đó là lời khẳng định của ông. Đài Loan phải bảo vệ cho chủ quyền và có một cái lịch sử riêng và văn hóa riêng. Ông Cai Ching Tê, tổng thống của Đài Loan đã đưa ra lời phát biểu vào ngày chủ nhật bác bỏ những gì mà trước đó ông cho rằng là phía Trung Quốc cho rằng là đây là lãnh thổ của họ và Trung Quốc sẽ có thể chiếm lại. Ông nay, người đã nhận chức từ hồi tháng 5 và là ông thuộc đảng dân chủ tiến anh quyền được xem là một người có một cái uh, quan điểm rất mạnh mẽ về chủ quyền của Đài Loan rời khỏi Trung Quốc. Trong khi đó thì Bắc kinh xem ông là một kẻ gọi là góc maker, tức là một kẻ gây phiền phức biểu trước một cái hội nghị thường niên của đảng cầm quyền là DPP. Chúng ta cho biết là những ai tranh đấu để mang lại nền dân chủ của Đài Loan và bác bỏ tất cả những thuốc quân lực từ năm 1987. Và hiện nay, những quốc này được xem là một đại quốc có một cả trên thế giới. Họ không thể hiểu được là cái tình trạng mà chúng ta tranh đấu như thế nào. Đài Loan không có dựa, không có một cái căn cứ nào ở tại Trung Hoa Lục Địa. Mà chúng ta có một cái nền và văn hóa riêng, có một cái lịch sử riêng. Ông La Chinh Tê đã nói với lại các à, thành viên của đảng DPP mà ông là chủ tịch Và trong khi đó thì à, Tưởng Giới Thạch đã bị thua Mao Đông Trong cuộc chiến năm 1949 Và kéo ra lập quốc ở tại uh, Quốc Đài Loan Và kể từ, từ đó thì Tưởng Giới Thạch vẫn có cái Một là sẽ quay trở lại tấn công vào Trung Quốc Để giành lại quyền cai trị Đối với Cộng sản Trung quốc và Mao cho Tới khi ông ta qua đời năm 1975 Kể từ đó thì Đài Loan đã có Một cái hướng đi khác mà bây giờ Thì chúng ta phải chịu trách nhiệm và sự đoàn kết của người dân, chúng ta chống lại bất kỳ một cuộc xâm nhập nào của Trung Quốc và chúng ta sẽ bảo đảm chủ quyền quốc gia của chúng ta. Ông đã phát biểu như trên, chúng ta phải làm cả mọi thứ để bảo vệ cái chủ quyền của chúng ta, bảo vệ cái lịch sử và văn hóa của chúng ta, lập một cái bản sắc của quốc gia chúng ta với 23 triệu dân ở tại đại quốc Đài Loan và đây chính là cái hướng đi của chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông Lai Chin Tê đưa ra sau khi mà phía Trung Quốc đang có những đe dọa đối với ông những tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nam Hàn đã cho mở lại các loa công suất ở biên giới để phản ứng với việc Bắc Hàn gửi những cái bong bóng mang rác và phân qua Nam Hàn. Bản tin mới trước cho biết thì Nam Hàn hôm ngày Chủ nhật đã bắt đầu cho thanh cả những cái loa công suất lớn của họ tại dịch theo biên giới của hai quốc gia. Đó gần như là để phản ứng lại với việc Bắc Hàn gửi những bong bóng mà mang rác phân thảo qua phía Nam Hàn. Đây là một trong những cái hệ thống tuyên truyền thời chiến tranh lạnh giữa hai quốc gia Nam và Bắc Hàn trong đó thì hệ thống loa này đã được lắp từ năm 60, 70 và trước đó thì phía Nam Hàn vẫn thường sử dụng những cái loa công suất công suất lớn này để mở chiến dịch uh, tâm lý chiến và tuyên truyền uh, phát qua phía cung hàng và loa này đã bị ngưng lại từ năm 2018 sau khi mà Nam Hàn và phía của Bắc Hàn đã đạt được một cái thỏa thuận là không khiêu khích dưới thời của ông Trump. Tuy nhiên thời gian gần đây thì Bắc Hàn đã có những cái hành động được xem là khiêu khích trở lại khi mà họ liên tục thử hỏa tiễn cũng như có ý định quay trở lại chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Một lượt thì phía Nam Hàn đã tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ liên hợp với lại phía Hoa Kỳ và Nhật Bản trận liên tục trên các vùng biển của Nam Hàn và gây ra một cái sự đối đầu gây gắt với Bắc Hàn. Và trước đó thì Bắc Hàn đã phản ứng khi mà phía Nam Hàn có một số nhà hoạt động và những người đào tị Bắc Hàn đã cố tình sử dụng bong bóng và thả truyền đơn qua phía công hàng điều này đã dẫn tới phía bắc hàng nổi giận mà sử dụng bong bóng thả rơ, rác và phân ngược lại phía của nam hàng và giờ đây thì phía nam hàng lại tiếp tục phản ứng bằng cách mở lại dàn loa công suất lớn để mà phát thanh qua phía của bắc hàng trong cái bài phát thanh ngày hôm nay họ đã phát ra những bản nhạc của K-pop tức là những bản nhạc nổi tiếng của hàn quốc để mà có thể tìm cách tuyên truyền và công về mặt tâm lý với người dân của bắc hàn liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, một cái cầu trên xa lộ cao tốc tại Trung Quốc bị sụp đổ và khiến cho nhiều người bị bị thiệt mạng. Bản tin từ ở Trung Quốc cho biết thì uh, theo tường trình của đài CCTV, thì cái việc cầu này xảy ra lúc 8 giờ 40 phút chiều ở tại cái khu vực gọi là Cru vào ngày thứ sáu và trong đó đã dẫn do tình trạng gọi là lục lội theo tường trình cho biết và Trung bình đã ra lệnh thúc giục là hỗ trợ cho người dân tại đây khi mà tình trạng lục lội xảy ra và nhất là có một một số cơ quan cứu hỏa cũng như là những cơ quan cứu cứu trợ của của Trung Quốc đã phải có mặt từ sáng thứ bảy và trong đó họ cho biết là à, số lượng người bị ảnh hưởng họ đã cứu được khoảng 859 người, à, 90 chiếc xe và 20 chiếc tàu cũng như là 41 cái tròn và à, việc lục lọi này xảy ra tại tỉnh Hà Nam nơi mà nguồn lục đã khiến cho một số những hư hại nhà cửa cũng như là khiến cho một cây cầu sụp đổ và có một số người đã bị thiệt mạng. Đây được xem là cái tin mới nhất liên quan tới tình trạng lục lội tại Trung Quốc. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin tài sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Ông sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở nơi trong những chương trình kế tiếp của TNT Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.